phá cho hồi. Chuyện làng xóm ơi âm ba lăng, nhiều chuyện lắm ôi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước, gần nhau là có phước, ôi bỏ qua chẳng sao đâu ba cái chuyện tào lao, chuyện tầm phao. Phố âm ba lăng. Trời ơi, sao càng lớn tuổi mà sao cái lưng sao cái nó đau quá ta. Giờ càng già rồi cái đụng chỗ nào cũng đau hết, đụng cái chỗ nào cũng đau. Ai da. Tôi báo đang cái triệu chứng khi con người ta cảm giác đau lưng lên từng cơn, có nghĩa là có thể xảy ra bệnh suy thận mà mình không biết. Trời đất ơi. Rồi vậy ta? Sao? Sao? Sao cái triệu chứng của báo ghi sẽ giống triệu chứng của tôi à? Đau lưng mà đau từng cơn, nó tắt lại giống suy thận người ta. Thận suy ghê quá. Ai da. Đi à. Sao trong báo ghi cái trường hợp của Tía thì giống như bị suy thận với mày. Suy thận? Ừ, cho nên Tía sợ quá. Nó đau lưng mà nó đau tắt lên từng cơn á. Mà Tía coi báo. Ừ. Trong đó nó nói báo. Y chang chứ bị y chang luôn. Báo đăng vậy đó mà sao thấy giống Tía mà Tía sợ nè. Chết rồi Tía ơi. Vậy là Tía bị rồi đó. Bị rồi hả? Mà mấy cái đó mà thận là Tía biết rồi. Trời ơi trời, cứ cách 5 phút đi tiểu một lần, cách 5 phút đi tiểu một lần chết luôn á. Nhưng mà Tía đừng có lo, con đã có cách giúp Tía. Cái gì? Thuốc chuyên trị thận. Thôi ông tầm bỉ tầm ba, ông ba láp ba xàm. Bữa hôm đó ông từ xưa giờ ông bán thuốc, tôi không thấy ông bán thuốc nào đàng hoàng hết nhau. Nghĩa là không lẽ con Tía phải cho người ta một ngày làm người đàng hoàng chứ. Người đàng hoàng gì hồi xưa mày bán thuốc là bán tầm bậy không à. Nhưng mà hồi xưa tại là con làm bên công ty kia, nó bán thuốc nó không đủ chất lượng. Công ty mới này á là người ta bán thuốc đàng hoàng nè, đủ chất lượng nè, mà cứu biết bao nhiêu người bị bệnh thận rồi đó. Vậy hả? Có cái ông đó ông lớn tuổi rồi. Ừ. Lớn cỡ lớn hơn Tía luôn á. Ừ. Ông đó cũng khoảng 70 tuổi đó, ông bị sỏi thận. À. Bác sĩ vô kêu phải mổ. Mà bây giờ ông Tía biết là ông lớn tuổi rồi, ông đâu có đủ sức khỏe đâu mà ông mổ. Ừ. Đó, ông về bác sĩ nói thôi cho ông về đi. Ừ. Uống thuốc. Ừ. Rồi cái ông về cái ông gặp cái người bên công ty con nè, đưa cái thuốc này cho ông uống. 2 tháng sau Tía ông vô nghỉ địa ông nằm hả? Phải. Chết rồi. Ừ. Không. Chết đâu chết. Ông 2 tháng sau ông khỏi mổ luôn, khỏe ra. Vậy hả? Trời ơi. Mà chắc ông, không nha. Ừ, ông chạy bộ ông đá banh luôn mà. Ông chắc không? Chắc. Chắc nào? Chắc. Về lấy cho Tía ra Tía coi. Về lấy Tía ha. Ừ. Có thuốc bệnh không? Có ở nhà. Tía đợi con xíu nha. Ừ. Trời ơi, sao cái thằng này chạy về đây bên nhà trọ mà chạy lâu. Làm buôn bán làm ăn mà nó làm kiểu này là chết rồi. Tía. Sao? Tự bệnh chạy qua đây. Nghe lỗ tai ngứa quá trời luôn. Tao chửi mày sao ngứa. Ủa đi Tía. Hay lắm á Tía ơi. Ủa sao vậy? Sao tao thấy mày nói thuốc gì tao thấy chữ Tàu không mày? Cái này không phải chữ Tàu. Tiếng Hàn với lại tiếng Anh nó hợp lại rồi. Tiếng Hàn trên tiếng Anh dưới nó dịch. Là thuốc ngoại nhập đúng không? Thuốc ngoại nhập. Mà thiệt chắc ăn không? Thuốc ngoại nhập, thuốc nào ở ngoài nó nhập vô Việt Nam là thuốc ngoại nhập. Ừ, nhưng mà nó đúng không? Nó đúng chính xác. Nó đã trị cho bao nhiêu người rồi đó. Nó đã trị hàng triệu người rồi đó. Chắc phải không? Chắc chi Tía luôn, chắc như bắp luôn. Bây giờ một hộp vậy là uống ngày uống sao? Bây giờ Tía uống cho con đi. Ừ. Một ngày Tía uống 3 lần. Ừ. Mỗi lần Tía uống 3 viên. Cái gì cũng 3 hết. 3 tiếng. Ừ. Một tháng Tía uống cho con một hộp. Tía, cho con xin 1.2 triệu. Con uống 3 viên. Được rồi, bây giờ mày chắc ăn là cái thuốc này là chữa hết bệnh. Dạ. Bao nhiêu tiền Tía cũng không Tía? Dạ, Tía. Không phải 1.2 triệu đâu, Tía cho con 1.5 triệu luôn, cho mày 300.000 tiền xăng luôn. Trời ơi, con cảm ơn Tía. Trời ơi, Tía. Tía, cho xin tiền Tía. Từ giao tiền nhà với con.
Sao vừa mới mong nằm ngủ qua đây nằm ta? Dậy! Làm! À cướp! À... Bây giờ cướp? Dạ, tía vô đi kiếm con đang ngủ vậy? Chưa nghe! Cái giường của người ta mà nằm ngủ đây rồi, rồi Tâm đâu? Anh đi mấy ngày nay rồi nên giờ qua đây nằm cho nó mát nè. Nó đi đâu mà đi mấy ngày nay? Con đâu có biết đâu. Tí gọi điện thoại cho ảnh đi. Tao gọi rồi. Nó tắt máy. Vậy hả? Ừ, mày biết đi đâu không? Thì không có thì chắc là ảnh đi về quê thôi chứ có gì đâu, ảnh đi về quê đó. Tao tức ghê, mày biết tao tìm nó cái gì không? Cái gì thế? Nó bán cho tí thuốc. Đó là thuốc thuốc bổ thận gì đó. Nó bán cho tao một hũ vậy nè. Đó, 1,2 triệu. Tao cho nó 1,5 triệu luôn. Mỗi lần hồi trước đi tiểu đêm á là chỉ có giữ lắm là lần hai lần thôi một đêm. Tao uống thuốc nó vô không? Đêm nào cũng đi 10 lần, 10 mấy lần. Tao đọc lên sách vở rồi báo chí. Cái thận mà đi mà đi tiểu đêm hoài á là coi như thận đó là thận yếu, thận suy. Suy thận đúng không? Đúng rồi. Rồi, ở dưới quê con á có cái ông thầy kia chữa hay lắm, chữa hết cho biết bao nhiêu người luôn á, cũng bị suy thận giống tía vậy nè. Để mày yên tâm á nha. Hả? Cá mè một lứa nghe. Mày gạt tao nữa phải không? Giờ mày đứng gạt tao lấy tiền tao nữa phải không? Con không có gạt tía, nói thiệt á, ông Tâm là ổng là cái gì ổng nói cũng được đó. Nhiều khi mấy cái thuốc mà đưa cho tía là thuốc dởm không đó. Còn con thì tía phải tin con. Tại cái này con chứng kiến rồi mà, xưa dưới quê là thấy mấy người đó bị hoài à. Thằng Tâm không cũng nói y chang mày, đã chứng kiến rồi đưa ra là cái này nó có nhiều người uống hết rồi. Không, cái thuốc này của bên con là thuốc nam đàng hoàng. Thuốc nam là thuốc cây lá cỏ đồ ta bỏ vô người ta pha chế đó. Ê con coi thuốc nam mắc tiền không? Không, cái đó là một thang có 10 mấy ngàn à. Mấy ngàn hả? Mà chừng tía bệnh vậy là uống chừng 10 thang thôi, 100 mấy là hết à. Chứ là nhiều khi mà mấy cái người mà nghèo nghèo không có tiền là không làm phước luôn. Vậy chứ mà sao không khám tao được? Được, yên tâm đi, thì bây giờ tía đưa đây cho con. Ờ, thì sẵn có 500 nè, tía đưa con 500 nè. Không đưa thì con gì mình đưa sao nữa? Không phải tiền, đưa cái sổ khám bệnh á, con gửi về dưới người ta mới biết bệnh tình tía là sao rồi mới bắt đầu lấy thuốc đưa lên đây chứ. Tao có đi khám đâu tao biết. Thì chứ giờ sao mà người ta biết được bệnh của tía? Chà, nó đau lưng mà nó đau thắt từng cơn á. Rồi bây giờ tía đứng lên đi, tía quay cái mông lại đi. Làm chi mày? Con chụp hình cái thận con đưa cho ông coi. Ừ. Mày điên hả mày? Cái máy mày làm như là cái máy siêu âm mày, mày chụp được cái thận của tao. Ủa chứ cái máy này nó không có chức năng đó hả? Mày khùng mày. Vậy chứ giờ là giờ kể bệnh tình tiếp thôi đúng không? Rồi gọi về dưới hỏi mẹ con đi rồi con kể bệnh tình nó tiếp rồi tao thuốc tao gửi lên. Rồi vậy ha. Ừ. Đi gọi đi. Alo. Mẹ hả? Con khỏe. Mẹ sao? Dạ. Là ba cũng vậy hả mẹ? Dạ. À, con biết rồi. Tính hỏi mẹ, cái mẹ nhớ cái ông thầy không? Hồi xưa đó mà cứu nhân độ thế rồi đó. Đúng rồi, chị bệnh suy thận á. Suy thận á. À, dạ dạ, đúng rồi. Tại vì mẹ biết sao không? Tại vì cái ông chủ ở trên cái phòng trọ này nè, là bây giờ tụi con kêu là tía. Đó là tía của con là bị suy thận. Nó suy thận rồi, đau lưng đồ nhiều thứ lắm mẹ. Dạ nhưng mà hỏi ông thầy đó đi. Ừ đó, nhưng mà bây giờ mẹ giúp con á, mẹ nói với cái ông thầy đó là tía con bị suy thận nha, nhưng mà thận á đi nhiều lắm mà uống ba cái thuốc dởm rồi, bây giờ nói ông đó là làm cho mấy cái bài thuốc gửi lên đây cho tía còn uống. Alo mẹ. Mẹ alo, tự nhiên sao mẹ khóc vậy? Dạ con biết rồi. Tía à, tự nhiên mẹ con khóc. Mẹ con nói thầy nó đang chết rồi. Hao, chết đâu chứ? Ông thầy nó sao hỏi bộ luôn, mẹ rồi á. Gì hả? Trời, chắc không nè. Ông chạy bộ, đáp anh luôn mà. Chắc không? Chắc nào? Chắc nào? Chắc nào? Chắc nào? Rồi tiếp, bình thận. Rồi cái thận, cái thận của cái gì chín khỏe chưa? Khỏe rồi.